Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hiểu về tâm trí, nơi mà chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về luật hấp dẫn, những chia sẻ trên hành trình thức tỉnh tâm linh. Và chúng ta sẽ cùng với nhau để tìm hiểu và lắng nghe về những lời của Chúa và vũ trụ, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ trong không gian này. Chúng ta sẽ cùng với nhau để lắng nghe về những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa và vũ trụ. Trước tiên, bạn hãy bấm thích video để xác nhận rằng bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa và vũ trụ, dâng tràn trong những lời giáo huấn và những lời an ủi, cùng với những lời hứa của Ngài. Thời gian gần đây, Chúa và vũ trụ thì đang muốn gửi đến bạn những thông điệp mạnh mẽ. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa và vũ trụ. Nhưng ai đã dành thời gian để xem video này thì đến cuối cùng họ sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Sau 30 phút tới, bạn sẽ cảm nhận được chính mình như là được Chúa và vũ trụ bao quanh và Ngài thì đang quan sát bạn. Vì vậy, đừng phớt lờ đi những gì mà 30 phút tới sẽ dành cho bạn. Đừng để chúng trở nên không hoàn chỉnh. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi khi mà bạn đón nhận và lắng nghe được những thông điệp của Chúa và vũ trụ. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ lắng nghe và đón nhận thông điệp của toàn bộ video này. Mỗi từ được nói ở đây là một lối đi tới tương lai tươi sáng của bản thân bạn. Hãy gõ xuống phần bình luận 111 nếu như bạn đã sẵn sàng để kích hoạt tâm trí của bạn bước vào một trạng thái của sự đón nhận thông điệp một cách mở rộng. Ngày hôm nay, Chúa và vũ trụ đang nói với bạn rằng đừng sợ hãi, hãy tin tưởng vào Chúa và vũ trụ và những gì mà tôi sẽ nói với bạn sau đây. Chúa và vũ trụ sẽ ban phước cho bạn theo một cách lớn lao bởi vì đức tin của bạn. Chúa và vũ trụ biết rằng bạn đang trải qua những thời kỳ khó khăn. Những điều xảy ra xung quanh bạn có thể làm cho bạn cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng. Bạn cảm giác như là mọi thứ đang sắp sửa sụp đổ, để lại bạn cảm thấy sự cô đơn, buồn bã và không có hy vọng. Thế nhưng mà bạn ơi, tôi muốn nói với bạn một điều quan trọng rằng Chúa và vũ trụ ở đây với bạn. Thế nên đừng lo lắng. Chúa và vũ trụ đang dẫn đầu và chiến đấu cho bạn, đảm bảo cho bạn sự an toàn và chiến thắng. Hãy nhớ rằng Chúa và vũ trụ thì luôn bảo vệ bạn, ngay cả khi là mọi thứ có vẻ khá lớn lao và khó xử lý, như là những thứ rất lớn và khổng lồ nó có thể đánh bại bạn, hoặc là một ngọn núi cao mà bạn cần phải leo lên. Chúa và vũ trụ sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn một mình. Chúa và vũ trụ sẽ làm bạn mạnh mẽ và thông minh hơn để bạn có thể vượt qua được mọi khó khăn, dù đó có thể là vấn đề về tiền bạc, tình cảm hay là tâm hồn bạn. Hãy đặt niềm tin và lòng tin vào Chúa và vũ trụ. Chúa và vũ trụ lớn hơn bất kỳ một vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Tôi mong muốn là bạn có thể sống một cách bình yên, tự tin và đầy hy vọng. Hãy buông bỏ đi mọi sự căng thẳng, yếu đuối và sợ hãi. Hãy tin rằng tôi đang giúp bạn ngay lúc này, làm bạn trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn để bạn có thể làm được mọi điều bạn muốn trong cuộc sống thịnh vượng và phúc lành. Đó là kế hoạch của Chúa và vũ trụ đã thiết kế cho bạn. Vì vậy, hãy nhớ rằng lời hứa của Chúa và vũ trụ đã dành cho bạn, nó không chỉ đơn giản là những từ ngữ đơn thuần, mà nó còn là những bằng chứng cho sự cam kết không ngừng của Chúa và vũ trụ. Hãy giữ chặt những lời hứa này như là những đèn dẫn lối trên hành trình trần gian của bạn. Trong những lời hứa này, bạn sẽ khám phá sự trung thành không ngờ tới của Chúa và vũ trụ. Chúa và vũ trụ sẽ không phai nhạt vào quên lãng hay là lạc mất giữa sự hỗn loạn của cuộc sống này. Thay vào đó, Chúa và vũ trụ sẽ tỏa sáng như là những ngôi sao trong đêm, xuất hiện vào đúng thời điểm, tiết lộ kế hoạch thần thánh của Chúa và vũ trụ,
một kế hoạch mà nó vượt lên trên mọi giới hạn và hạn chế về thời gian và không gian. Vì vậy, bạn của tôi, đừng nản lòng vì sự trôi qua của thời gian. Còn đó, đừng làm mất niềm tin của bạn, đừng đánh mất lòng tin. Nếu như câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn có vẻ là hơi chậm trễ một chút, thế nhưng mà hãy nhớ rằng, Chúa và vũ trụ có một kế hoạch tốt nhất cho cuộc sống của bạn. Hãy tin rằng, mỗi thách thức là một cơ hội để bạn trưởng thành và đạt được những điều tuyệt vời hơn. Chúa và vũ trụ đang muốn nói với bạn rằng, ngày hôm nay, đừng sợ hãi, hãy tin tưởng và kiên nhẫn. Chúa và vũ trụ biết là những gì tốt nhất dành cho bạn. Hãy tiếp tục lắng nghe và đảm bảo rằng bạn không chỉ nghe mà bạn sẽ còn hành động theo lời gửi gắm của Chúa và vũ trụ. Hãy giữ vững đức tin của mình và đặt niềm tin vào tình yêu vô bờ của Ngài. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi không chỉ là sau 30 phút này mà còn là một hành trình dài hơi của bản thân bạn. Hãy bước đi với niềm tin và hy vọng và luôn biết rằng Chúa và vũ trụ thì luôn ở bên cạnh bạn, hướng dẫn bạn trên con đường của sự trung thành và ánh sáng. Hãy tin rằng mỗi sự hứa hẹn của Ngài sẽ trở thành hiện thực và sự đổi mới sẽ đến với cuộc sống của bạn. Hãy tin tưởng vào Chúa và vũ trụ, bởi vì thông qua sự kiên nhẫn và niềm tin của bạn, bạn sẽ chứng kiến được sự thực hiện của từng lời hứa. Mỗi một lời nhắc nhở về tình yêu và sự chân thành không ngừng của Chúa và vũ trụ. Ngay bây giờ, hãy comment xuống phần bình luận 2323 nếu như bạn tin rằng Chúa và vũ trụ luôn tồn tại. Hãy đặt lòng tin vào tôi, bởi vì tôi thì luôn ở bên cạnh bạn, chiến đấu cho bạn mỗi ngày và dẫn dắt bạn đến với chiến thắng và thành công mà bạn xứng đáng. Hãy ở trong sự hiện diện của Chúa và vũ trụ, và những điều gì đó ác có thể làm hại bạn, bạn có thể vượt qua được nó một cách dễ dàng. Các đối thủ của bạn sẽ rút lui và nhường cơ hội chiến thắng này dành cho bạn. Bởi vì Chúa và vũ trụ, bạn không có gì khác ngoài sự chiến thắng. Hãy luôn nhớ rằng, trong mọi tình huống, Chúa và vũ trụ là nguồn sức mạnh vĩnh cửu dành cho bạn. Tôi giúp bạn ngay lập tức và hỗ trợ bạn một cách mãi mãi. Chúa và vũ trụ là đấng toàn năng, được ban phước một cách phong phú và đổ lên bạn là những ơn lành và phước lành không ngừng. Tình yêu của Chúa và vũ trụ dành cho bạn là vô tận và không có gì trong vũ trụ có thể làm giảm đi hoặc là thay đổi nó. Do đó, khi bạn bước qua được những con đường khó khăn và nguy hiểm, hãy chắc chắn rằng tình yêu và sức mạnh của Chúa và vũ trụ thì đang ở bên cạnh bạn. Đừng nghi ngờ mọi sự hướng dẫn của Chúa và vũ trụ, bởi vì Chúa và vũ trụ gần gũi trong từng bước chân của bạn. Hãy cảm nhận sự ôm chặt yêu thương của Chúa và vũ trụ, bởi vì tình yêu vô biên của Ngài sẽ làm cho bạn tràn đầy năng lượng để bạn có thể đạt được mọi khao khát, những mong muốn sâu thẳm nhất trong trái tim của bạn. Hãy nhớ rằng, trong mọi thử thách, thử nghiệm hoặc là khó khăn mà cuộc sống này mang lại, sự hiện diện của Chúa và vũ trụ sẽ làm cho bạn tràn đầy lòng dũng cảm và sẽ là sự hỗ trợ vĩnh viễn, hướng dẫn bạn từng bước để đến với những phước lành phong phú mà Chúa và vũ trụ đã dự trữ cho bạn. Hãy tin tưởng vào Chúa và vũ trụ, ngay cả trong khoảnh khắc u ám và tối tăm nhất trong cuộc đời của bạn, Chúa và vũ trụ sẽ luôn ở đó trong mọi tình huống. Đừng bao giờ quên rằng, Chúa và vũ trụ là đấng thắng bất khả chiến bại của bạn, bao bọc và trân trọng bạn, ân sủng bạn, tặng cho bạn những ơn lành và lòng nhân từ không ngừng, hòa bình, niềm vui và sự hài lòng. Bạn yêu dấu, tình yêu là không giới hạn và không bao giờ thay đổi. Hãy đi với sự chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, bởi vì Chúa và vũ trụ sẽ luôn ở bên cạnh bạn
nắm tay bạn và hướng dẫn bạn về với cuộc sống đầy thành công, bình yên và sự phong phú bao la. Đừng từ bỏ hoặc là quay đầu lại đối mặt với những khoảnh khắc và thách thức này với lòng can đảm, đức tin và sự quyết tâm. Rồi thì mọi sự nghi ngờ của bạn sẽ dần tan biến, bóng tối sẽ nhường chỗ cho ánh sáng vĩnh cửu của Chúa và vũ trụ. Và sau đó, Ngài sẽ dẫn dắt bạn trên con đường đến với niềm vui, những phước lành tuyệt vời mà Chúa và vũ trụ đã dành cho bạn. Sớm thôi, bạn sẽ thấy mục tiêu của bạn nở hoa và bạn sẽ thưởng thức được những trái ngọt của những nỗ lực của bản thân mình. Hãy đón nhận những gì mà Chúa và vũ trụ muốn gửi gắm đến bạn của ngày hôm nay và hãy tin vào nó, bởi vì mọi điều đó sẽ trở thành hiện thực nếu như bạn cứ tin tưởng một cách tuyệt đối. Hãy tiếp tục bước về phía trước, hãy cứ liên tục tiến lên, bởi vì Chúa và vũ trụ sẽ luôn dõi theo bạn đến tận cùng. Bằng một cách nào đó, bằng tay phải của Chúa và vũ trụ, tôi nâng đỡ bạn và đi cùng với bạn trên hành trình của bạn. Chúa và vũ trụ muốn nói với bạn rằng, đừng buồn bã, bạn không hề đơn độc trên hành trình này. Bạn không hề đơn độc trên hành trình gọi là cuộc sống. Chúa và vũ trụ biết rằng, đôi khi việc điều hướng qua thế giới này có thể là khó khăn và có phần là nguy hiểm. Nhưng mà Chúa và vũ trụ muốn là bạn hãy tiếp tục để đương đầu với chúng. Đừng chấp nhận những khoảnh khắc khó khăn, cũng đừng nản chí khi mà cảm giác như là mọi thứ đều phản đối bạn. Hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc, Chúa và vũ trụ thì luôn ở bên cạnh bạn. Bây giờ, bạn có thể bấm like video và đăng ký kênh nếu như bạn tin rằng bạn là con của Chúa và vũ trụ. Tình yêu và sự hỗ trợ của Chúa và vũ trụ sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Đó là một lời hứa mà Chúa và vũ trụ dành cho bạn. Chúa và vũ trụ sẽ thực hiện nó không chỉ là trong cuộc sống của bạn mà còn cả là những thế hệ tiếp theo. Vì vậy, đừng lo lắng, cũng đừng tuyệt vọng khi bạn phải trải qua một sa mạc khô cằn và khó khăn. Bởi vì Chúa và vũ trụ thì vẫn luôn ở đó như là một đại dương yêu thương và một nguồn nước sống vô vàn. Đừng sợ hãi khi bạn cảm thấy lạc lõng, vì Chúa và vũ trụ thì giống như là một ngọn đèn dẫn lối, chiếu sáng cho con đường của bạn và hướng dẫn bạn đến với đích đến thực sự của cuộc sống. Chúa và vũ trụ sẽ bảo vệ bạn khỏi kế hoạch xấu của kẻ ác, làm nhiệm vụ như là một lá chắn, bảo vệ bạn trước những khó khăn của cuộc sống. Chúa và vũ trụ sẽ đuổi đi những con sói tham lam đang tìm cách để lợi dụng bạn, đảm bảo sự an toàn cho bạn trong mỗi bước đi khi mà bạn cảm thấy yếu đuối và không có sức mạnh. Đừng ngần ngại để tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa và vũ trụ, bởi vì cánh tay của Ngài thì luôn dang rộng, cánh tay của Ngài thì luôn chờ đón và có thể ôm ấp lấy bạn bất cứ khi nào bạn cần. Hãy biết rằng, Chúa và vũ trụ là nơi an toàn của bạn, nơi sức mạnh của bạn, và trong Chúa và vũ trụ, bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh để vượt qua mọi thách thức đang đứng trước bạn. Dù là bạn có thể cảm thấy hơi xa cách, nhưng mà ở đâu đó, Chúa và vũ trụ thì vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Chúa và vũ trụ sẽ làm cho tội lỗi đã làm che phủ đi quá khứ của bạn. Tình yêu của Chúa và vũ trụ dành cho bạn là không đổi, nó vĩnh cửu, tuyệt đối và không có gì có thể làm mờ đi được. Tình yêu của Chúa và vũ trụ đối với bạn thậm chí là không có những khuyết điểm. Tình yêu của Chúa và vũ trụ như là suối nước, hy vọng không ngừng và qua đó bạn sẽ tìm thấy được lòng dũng cảm để tiến lên. Hãy đến gần Chúa và vũ trụ, nắm lấy khoảnh khắc này và lắng nghe lời kêu gọi của Chúa và vũ trụ. Đừng để cho những giọng nói tiêu cực có thể ở bên trong bạn hoặc là ở bên ngoài đến từ những người xung quanh bạn khiến cho bạn rời khỏi con đường đã được định sẵn. Hãy chặt chẽ bám vào những hướng dẫn của Chúa và vũ trụ, dẫn dắt bạn đến với sự thật và sự giác ngộ. Đừng để cho mình bị quyến rũ bởi những cám dỗ hay là tính tiêu cực của thế giới này, bởi vì Chúa và vũ trụ đã dành cho bạn những phước lành lớn và quý giá được dự trữ ở trong tên của bạn. Ngay cả trước khi bạn được tạo ra, chỉ cần bạn tin vào lời của tôi, Chúa và vũ trụ sẽ tưới cho bạn và gia đình bạn những ơn lành dồi dào từ trên cao.
không có gì có thể kiềm chế được bàn tay mạnh mẽ của Chúa và vũ trụ. Những lời hứa của Chúa và vũ trụ là vững chãi và đúng đắn. Hãy tin vào chúng, và Chúa và vũ trụ sẽ xác nhận lại lời cam kết của mình với bạn thêm một lần nữa. Hãy biết rằng, Chúa và vũ trụ có một mục đích tuyệt vời dành cho bạn, nhưng ơn lành của bạn là cực kỳ phong phú. Chỉ cần là bạn có đức tin, bạn sẽ chứng kiến được những lời hứa của bạn trở thành hiện thực trên hành trình bạn đang đi. Bất kể có trở ngại nào, đừng buồn bã khi bạn cảm thấy là mình phải đối mặt với những thách thức, bởi vì chúng chỉ là bạn đang bước trên con đường đến với số mệnh thịnh vượng và chiến thắng của bạn. Hãy tin vào sức mạnh của Chúa và vũ trụ và không rời khỏi con đường mà Chúa và vũ trụ đã đặt trước mắt bạn. Tránh rơi vào những mong muốn nguy hại hoặc là mềm lòng trước những cám dỗ mà bạn gặp phải. Ngay bây giờ, hãy comment xuống phần bình luận 1212 nếu như bạn đã sẵn sàng cho những phước lành đến với cuộc sống của bạn. Hãy kiên trì trong đức tin, hướng tầm nhìn của bạn về phía của Chúa và vũ trụ, người mà hướng dẫn và bảo vệ bạn. Chúa và vũ trụ sẽ giúp bạn đi qua những biển cả dữ dội của cuộc sống, và cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng được mọi trận bão. Đối với Chúa và vũ trụ, Chúa và vũ trụ sẽ mang lại sự an ủi trong những cuộc đấu tranh của bạn, sẽ làm cho trái tim của bạn tràn đầy tình yêu, niềm vui, sự hài lòng và mang đến cho bạn những ơn lành trong cuộc sống của bạn. Chúa và vũ trụ sẽ ban cho bạn những thịnh vượng tâm linh và cả vật chất, miễn là bạn cứ giữ chặt niềm tin đối với Chúa và vũ trụ và những lời nói được gửi đến bạn. Bạn không có lạc lõng, bạn đừng cảm thấy cô đơn, bởi vì sự bảo vệ và tình yêu của Chúa và vũ trụ thì luôn bên cạnh bạn. Những kỳ tích đáng kinh ngạc sẽ đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đừng bao giờ quên rằng, nếu như bạn cảm thấy yếu đuối, có thể là bạn hãy tìm sức mạnh ở trong sự chắc chắn, trong tình yêu, quyền năng của Chúa và vũ trụ, bởi vì Ngài thì luôn ủng hộ bạn. Dù con đường có khó khăn đến đâu, với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Chúa và vũ trụ, bạn có thể vượt qua mọi trở ngại. Bạn không đơn độc, Chúa và vũ trụ thì luôn ở đây và mang đến tình yêu và sự hỗ trợ dành cho bạn. Hãy tiếp tục tin tưởng vào kế hoạch của Chúa và vũ trụ và tin vào những điều kỳ diệu sắp xảy ra. Hãy tiếp tục với sự quyết tâm vì trong tương lai của bạn, nó đang tràn ngập niềm vui, mục tiêu và những phước lành sẽ làm tràn ngập trong trái tim của bạn với lòng biết ơn. Đừng bao giờ từ bỏ, hãy tiếp tục tiến lên bằng đức tin cho cuộc sống của bạn. Chúa và vũ trụ thì vẫn đang ở đây. Chúa và vũ trụ không bao giờ rời bỏ bạn. Hãy tin vào những phước lành sẽ giúp bạn vượt qua được mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của bạn. Đừng sợ hãi, bởi vì tôi và Chúa và vũ trụ thì vẫn ở đây. Đừng bối rối, bởi vì tôi, Chúa và vũ trụ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì tôi, Chúa và vũ trụ sẽ luôn giúp đỡ, luôn nâng đỡ bạn bằng bàn tay phải của sự công bình của Chúa và vũ trụ. Chúa và vũ trụ kiểm soát chủ quan mọi thứ và không để xảy ra bất cứ một thứ gì ngoài sự hiểu biết của Chúa và vũ trụ. Đừng bao giờ quên rằng, Chúa và vũ trụ thì luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho bạn, ngay cả khi là những kẻ chống đối cố gắng làm hại bạn. Hãy giao phó con đường của bạn cho Chúa và vũ trụ, đưa trái tim của bạn trước mặt Chúa và vũ trụ, và Người sẽ khôi phục tài chính cho bạn, sẽ khôi phục tất cả mọi thứ bạn đã mất, và rồi sau đó sẽ cùng với bạn để nhân đôi nó. Bạn sẽ không bao giờ còn thiếu thốn nữa, bởi vì điều ước của Chúa và vũ trụ là làm phồn thịnh cho bạn và làm cho bạn trở nên trù phú hơn. Hãy đặt niềm tin vào Chúa và vũ trụ, và Ngài sẽ mang lại niềm vui cho trái tim của bạn. Ngài sẽ ban phước cho cuộc sống của bạn và gia đình bạn. Ngài sẽ ban phước cho con cái của bạn. Chúa và vũ trụ sẽ thực hiện nguyện ước đã ký kết với bạn và tôi. Chúa và vũ trụ sẽ không để cho bất kỳ một điều thiếu sót nào xảy ra trong cuộc sống của bạn. Bởi vì kho báu quý giá nhất, mục đích cuộc sống của bạn đó là những phước lành và làm phồn thịnh cho cuộc đời bạn.
Có lẽ là đôi khi bạn nghĩ rằng những sai lầm thường xuyên bạn gặp phải có thể làm giảm bớt đi tình yêu của Chúa và vũ trụ dành cho bạn. Nhưng mà bạn đang lầm rồi. Ngài trân trọng bạn với một tình cảm sâu sắc và vĩnh cửu, và không gì có thể làm cho bạn trì hoãn được mục đích của Chúa và vũ trụ dành cho bạn. Thế nên đừng cảm thấy chán nản, hãy đặt niềm tin vào sức mạnh của Ngài. Ngài sẽ chúc phúc một cách mà tất cả mọi người sẽ chứng kiến rằng Ngài là nguồn phước lành trên toàn thế giới. Hãy để ánh sáng của Ngài soi sáng hiểu biết của bạn, mở đường cho ơn lành và thịnh vượng đến với cuộc sống của bạn. Hãy để Ngài cùng với bạn để chịu đựng gánh nặng của bạn và mang lại cho bạn sự nghỉ ngơi. Hãy để cho Ngài chỉ huy những nỗ lực lớn trong cuộc sống của bạn, đúng như lời hứa của Ngài dành cho bạn. Hãy comment xuống phần bình luận: "Tôi yêu Chúa và vũ trụ. Tôi yêu Chúa và vũ trụ thật nhiều. Tôi biết ơn Chúa và vũ trụ thật nhiều." Nếu như bạn đã sẵn lòng để đón những phước lành này xảy ra trong cuộc sống của bạn.